Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái 500W và bật cây Kitawa 60W nha. Đây, tắt đi. Bật cây 60W này. Đó, 60W của Kitawa các bạn thấy nó sáng hơn hẳn chưa? Chào các bạn nha, đây là một cái video chân thật nhất cho những bạn nào đang muốn mua đèn năng lượng mặt trời về để tiết kiệm cái chi phí tiền điện hàng tháng trong gia đình mà muốn bỏ số tiền nhỏ nhưng mà chất lượng đèn cao các bạn. Ở đây trên thị trường các bạn sẽ thấy có một cái loại đèn nó ghi là 500W mà chỉ có 499.000 đồng thôi. Thì hôm nay mình mua về mình so sánh các bạn xem nha. Một cây 500W và một cây 60W của Kitawa, chất lượng giá cả như thế nào nhé các bạn. Cây này 500W 499.000 đồng, còn cây này là 60W. Hiện tại đang giá là 790.000 đồng. Bảo hành 3 năm, cái này bảo hành 2 tháng các bạn. Rồi. Thì với cái đèn này các bạn, nó là vỏ nhựa nha, vỏ nhựa. Hiện tại kích thước hai đèn giống nhau này. Mình so sánh để các bạn thấy nó như thế nào nha. Đây, hai đèn này, kích thước gần bằng nhau. Thấy chưa? Cái này á là vỏ bằng nhựa, còn cái này là vỏ bằng nhôm. Và các bạn thấy này, 500W mà tấm pin có chút ép thế này thôi, có chút xíu thôi. 20 phân. Và cái này là khoảng tầm 35 phân, 35 phân. Đó, còn cái của Kitawa 35 vuông, 35 vuông các bạn. Đấy. Và các bạn thấy này, cái dây á, cái dây sạc nó cũng là một vấn đề rất là quan trọng nhá. Các bạn sẽ thông số cái tấm pin này, xem thông số tấm pin. Đây, đây, cái dây của cái đèn 500W các bạn, dây có chút ép thôi. Còn dây của tấm pin đèn Kitawa nó to gần như gấp 3 ha, gần như gấp 3. Đấy, rất là chất lượng nha. Rồi, một cái phần quan trọng nữa các bạn xem cái thông số tấm pin đó, nó quyết định chất lượng nha các bạn. Đây các bạn thấy à, cái tấm pin của thằng đèn 500W á là công suất nó chỉ có 8W thôi. Và hiển thế nó là 6V. Điện áp tối đa là 7,2V và dòng nó chỉ là 1.3A thôi ha. Còn của Kitawa, của Kitawa đây, công suất lên tới 15W nhé. Công suất tấm pin lên tới 15W, dòng lên tới 2,5A và hiệu điện thế vẫn là 6V ha. Cùng hiệu điện thế này, dòng điện cao thì công suất nó cao, chứng tỏ cái tấm pin nó chất lượng cao hơn đấy các bạn. Bởi vậy cái dây này nó cũng phải lớn hơn để truyền tải điện tốt hơn. Trong khi cái này là dây có chút xíu thôi. Đó, cũng 6V, dòng nó nhỏ hơn, công suất nhỏ hơn, dây nhỏ hơn thì chất lượng nó kém hơn, đồng nghĩa nó rẻ hơn và chất lượng nó kém thì tuổi thọ không cao nhé các bạn. Đấy. Một cái điều cũng khá quan trọng nữa, đó là cái trọng lượng của cái đèn các bạn, nó cũng nói lên một phần chất lượng nha. Hiện tại cái đèn này 500W vỏ nhựa, nó rất là nhẹ, trong khi cái đèn 60W thôi, nhỏ hơn cực kỳ nhiều nhưng mà lại nặng hơn, thì điều này nó cũng nói lên chất lượng là tốt hơn các bạn. Bây giờ mình sẽ cân lên các bạn xem nhá. Đây, bật điện lên, cân điện tử luôn. Rồi. Mình sẽ cân bộ đèn 500W lên trước các bạn, cả pin và cả đèn nha. Đây. Đấy. Hiện tại nguyên cả pin và đèn chỉ có nặng 1,4 kg thôi, nặng 1,4 kg nha các bạn. Các bạn nhớ nhá, 1,4 kg. Rồi, bây giờ mình sẽ cân bộ đèn của Kitawa 60W. Xem nó nặng bao nhiêu nha. Đây. Nặng tới 2 kg, 2,1 kg luôn, gần 2,2 kg. Rất là nặng nha, như vậy là nặng hơn gần bằng 1/3 ha. Một điều quyết định đến chất lượng ánh sáng thì các bạn sẽ xem thấy này. Cái chip LED bên này á nó nhỏ nhỏ thôi. Nó nhỏ và nhìn nó có vẻ không có trong ha, không có trong. Trong khi cái chip LED của đèn Kitawa này, LED rất là to nha. Và nhìn cái chóa nó cũng sáng hơn các bạn. Đây, nhìn cái chóa nó sáng hơn. Chip LED to hơn, chip LED nhỏ này. Thấy chưa? Thì cái đèn chất lượng á khi nào nó cũng hội tụ những yếu tố như là LED lớn này các bạn, chóa sáng này, đèn vỏ nhôm này và cái tấm pin nó đều lớn nha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ test cái ánh sáng của hai loại đèn này các bạn xem nha. Cây 60W của Kitawa bảo hành 3 năm vỏ nhôm và cây đèn này. Đấy, 500W vỏ nhựa bảo hành 2 tháng nha các bạn. Đây là cái đèn của Kitawa các bạn. Đây cây của Kitawa này. Bạn thấy chưa? Kitawa 60W nhá. Đây cây Kitawa 60W mình sẽ để ở đây nhá. Rồi, cái phía bên này là cây 500W này. Đây, cây 500W này các bạn. Đấy, thấy chưa? 500W nhá. Mình sẽ để bên này. Rồi. Bây giờ phía trước không gian đều là tối thui này. Đây ha, các bạn thấy ha. Kitawa và bên này là cây 500W. Cây này 60W nhá. Rồi. Phía trước mình đang tối thui hết rồi các bạn. Mình tắt cái đèn đi, các bạn sẽ không thấy gì đâu. Mình sẽ để cái đèn đây. Đấy, phía trước không gian nhá. Bây giờ mình sẽ bật cái đèn 500W lên. Các bạn xem này, 500W. Các bạn thấy ánh sáng chưa? Đó, rồi 500W nha. Bây giờ mình sẽ tắt cái 500W đi. Rồi, bật cây 60W lên. Các bạn thấy không? Cây nào sáng hơn? Đây, cây 60W này. Và đây là cây 500W này. Bây giờ tắt 60W, bật 500W. Thấy chưa? Bật 500W này. Khác nhau hoàn toàn nha. 500W nó cực kỳ yếu luôn. Còn đây 60W nó là cỡ này rồi. Thấy chưa? 60W là cỡ này rồi. Sáng rồi các bạn. Rồi, tắt 60W, mở 500W. Các bạn thấy khác biệt chưa? Bây giờ mình sẽ tắt cây 500W đi, bật cây 60W nha. Bật cây 60W này và bật tiếp cây 500W xem nó thay đổi như thế nào nha. Đây. Không có xi nhê gì, nó vẫn hầu như chỉnh có một chút xíu thôi, tăng thêm một tí xíu thôi. Bây giờ mình sẽ tắt cây 60W đi các bạn xem này, tắt 60W nha. Đây. Nó tối hẳn luôn, thấy chưa? Như vậy các bạn thấy là cây chính hãng 60W thôi nhưng nó đã sáng hơn cây 500W rất là nhiều rồi. Thấy chưa? Tiền nào của nấy, và mình cứ hàng chính hãng mà chơi nhé các bạn, mà mua nhé. Qua video mình so sánh vừa rồi thì các bạn thấy cây 60W của Kitawa nó sáng hơn cây 500W rất là nhiều và chất lượng cao hơn. Với cùng một giá tiền gần như là tương đương thì các bạn nên mua của Kitawa nha. Bảo hành tới 3 năm và hoàn toàn yên tâm nha. Sáng xuyên đêm. Còn cái này á, mình test thì nó sáng tầm 1-2 giờ sáng là nó tắt luôn. Và nó mờ, rất là mờ nha các bạn. Ánh sáng cực kỳ kém nha. Hy vọng video này nó sẽ hứa cho các bạn, để các bạn quyết định sáng suốt và chọn lựa cái đèn nó là mặt trời làm sao nó phù hợp cho gia đình và đỡ bị lừa nha các bạn. Rồi, hy vọng video sẽ hứa cho các bạn. Mong các bạn chia sẻ đồng cùng biết. Chào các bạn nha.